Alo, chào các bạn. Hôm nay thì Hoàng tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Phần thi các bạn gồm có 4 phần, đó là Windows, Word, PowerPoint và Excel. Phần thi của mình cũng 4 phần. Và đối với phần Windows thì trong thư mục gốc, trong cái thư mục gốc thì tùy thuộc vào đề bài mà cán bộ coi thi thì đề thi yêu cầu của bạn lưu trữ thư mục gốc ở đâu ha. Bây giờ thì ở đây trường hợp này Hoàng sẽ lưu trữ ở đâu lót nó không anh nha. Tức là thầy Hoàng còn khi mà thầy cô yêu cầu bạn có thể là OD, OL, F gì đó. Bây giờ thì bài này người ta yêu cầu trong thư mục gốc thì thư mục gốc Hoàng tạo ở đâu lót nha. Trong thư mục gốc này tạo hai cái thư mục đó là nhịp báo và phần học nha. Tạo hai cái thư mục đó là nhịp báo và phần học. Thì thư mục gốc ở đây là lấy chuột phải các anh chị new folder nha, nhật báo nha, lấy chuột phải các anh chị new folder phần học rồi. Trong cái thư mục văn học là Việt Nam và nước ngoài, lấy chuột phải new folder Việt Nam, lấy chuột phải new folder nước ngoài rồi. Và người ta yêu cầu bạn là trong nhật báo thì có tuổi trẻ và lao động. Để chụp phải new folder tuổi trẻ. Để chụp phải new folder lao động. Rồi, tiếp tục. Người ta yêu cầu rằng các anh chị là tìm và sao chép cái hai cái tập tin là INI vào có dung lượng tối đa là 20 KB vào cái thư mục là nhật báo. Bây giờ thì các anh chị vô DPC Microcomputer gì đó các anh chị tìm nha. Rồi giờ chấm INI. Đó. Người ta yêu cầu là 20 KB, nhỏ 20 KB nha bạn. Tối đa nhỏ 20 KB. Đây, hồi đã có rồi. Bây giờ dừng lại nào bạn. Đây hai cái thư mục này. Hai cái tập tin này các bạn. Tên này là 36B nha và 64B. Rồi, sau đó người ta yêu cầu chép vào cái thư mục nhật báo nha. Các anh chị chép vào cái thư mục nhật báo. Đây. Control V. Rồi, đồng thời người ta yêu cầu bạn nó là sau đó người ta yêu cầu xếp sao chép các tập tin trong thư mục nhật báo, tức là hai cái tập tin bạn mới vừa bát ra đó các bạn, vào cái thư mục nước ngoài. Control C đem vào cái thư mục nước ngoài. Control V. Và sau đó người ta yêu cầu bạn là mở rộng nó là BAK, một trong hai cái tập tin. Để chụp phải rename là cách nhanh nhất BAK. Rồi, sau đó người ta yêu cầu là nén nhật báo. Rồi trong cái gì ở trong cái thư mục nhật báo bạn nén lại nén chấm zip. Rồi thư mục nhật báo đây, lấy chuột phải show nó ghi là nén chấm zip nó. Bạn có thể vô đây bạn raw bạn ngồi kiếm cái đường dẫn luôn, còn hàng lưu trữ trực tiếp ở đây luôn, thư mục gốc luôn. Rồi sau đó hàng cắt trên đi và đem, và người ta yêu cầu đem vô cái tự trẻ thì giấc này Hoàng nhật báo nè, Hoàng đem vô tự trẻ nè, Ctrl V trong này nó cũng được nha. Hoặc là bạn nãy bạn tìm đường dẫn vô đây cũng được. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục nhật báo. Nhật báo này đặt thuộc tính chỉ đọc được chưa? Đó cho hàng này, để chuột phải rồi bánh tay right only apply. Ok, đó các bạn thấy nó khá là nhanh, khá là dễ đối với phần Windows. Rồi phần Word mình có những cái gì đây, các mình quan sát cái phần Word nha. Phần Word thì ở đây các bạn thấy nè. Rồi, đầu tiên là Word Art một cái. Rồi, tô màu cho chữ. Rồi, này gì đây? Cái khung text box ha. Thì vẽ một cái sáp ở ngoài nữa. Rồi, hai cái Word Art nữa, này để đây đi. Ba này làm giống nhau. Chút xíu thì mình tính cái hình canh đều chữ. Cái này thì nó có thể một là text box, hai là border style, cả hai đều được. Rồi vẽ cái sáp ra. Cái sáp này các bạn lưu ý nè, mình nhìn kỹ nè, cái bóng thì không có thể nào mà ba hai cái bóng chồng nhau được, nên nó có thể là gì, là ba cái sáp, ba cái màu chồng lên nhau. Rồi đó, rồi ok. Thì đó là cái cơ bản. Bây giờ cái này thêm là cái gì đây, đặt tab nữa. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu làm những vấn đề sau. Thứ nhất là quản lý trường thành.
Những bước thứ nhất là bạn lấy trường thành quận A đây, insert quận A. Rồi thì Hoàng sẽ cho chế độ nó là top bottom luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái test này, các bạn thấy nó cong lên cong xuống đây, rồi kéo nó qua rộng qua đâu, rồi xong cái thứ nhất mà thấy nè, nó lên xuống đó. Cái thứ hai các bạn thấy có bóng nè, giải quyết cái bóng chữ đây. Hoàng chỉ toàn đại khái nha, các bạn có thể ngồi để chỉnh thêm trong cái phần đây. Các bạn có thể vô trong số option này và sau đó option rồi ngồi đó bạn chỉnh từ từ đó, chỉnh cái thông số đây là giống thôi, còn nếu không làm đại khái thôi. Rồi bây giờ cái này nè mình phải làm nè, đây là thứ nhất là cái hình nền đó, cái hình nền của chữ, hình nền chữ các bạn này, màu chữ nè, hình nền chữ nè đó. Chưa không bạn, được không à? Mình kiếm những cái nào đại khái thôi chứ tại cái này không có hỗ trợ. Được chưa, không có hỗ trợ được. Bây giờ thì có thể là do cái bảng office của 10 nên không có, thì có thể là 23, 16 luôn, có thể nó có. Giờ Hoàng dùng đây là 20 mo này đó. Giờ các bạn vô test fill ha, test fill nè các bạn đó, no fill không có màu nè, red fill nè đó, tức là ở đây các bạn có một số cái thôi đây đó, nó không có giống được nha, nó không có giống lắm. Được chưa, đó ở đây Hoàng có một số vài cái render đồ kia là hướng đồ kia thôi đó, chứ nó không có biết sai nha. Được chưa, đó đây kiếm một vài cái thôi, ví dụ này. Được chưa, màu sắc đồ kia bạn đổi thêm gì đó thì bạn. Ok, hoàn chỉnh đại khái thôi, nó có được cái những cái này thôi. Rồi thứ hai nữa là cái gì đây, cái viền ở đây bạn nhìn kỹ nè, cái viền này nó bị đứt, nó bị đứt nha đó, cái viền đứt này thì mình làm được đó, tới đầu line nè, đây cái viền nó đứt đây. Rồi bạn tăng lên hơn chút xíu cho dễ nhìn, đúng không đó. Rồi tiếp tục chia làm hai trước đi rồi nói chuyện sau. Rồi đến chính ha, thôi cái đoạn này luôn đây, hồi bạn đóng border state coi được không được thì mình thay task state box sao. Rồi cho anh nhà mình này nó bị vướng nè đó, bạn quét kéo nè, nó bị vướng nè, thì bạn có thể enter số một hai cái để cho nó không còn bị dính cái phần hoạt hành này nữa. Đây nhà mình này, rồi bay layout cái này chia làm hai, không có đường line và chia đều đó. Ok rồi bây giờ mình sẽ làm từng cái nè. Rồi cái này đầu tiên canh đều nè, do thẻ hôm nè, các bạn canh đều nó hết đi. Rồi này hồi sửa rồi sao. Rồi bây giờ từng chữ nè, rồi cái hình đem lên trên, quản lý mùa đông gì đó cái hình này, format nè, square đẩy qua xung quanh nè. Rồi tiếp tục phía dưới này có gì, quản lý trường thành đó. Thì đây các bạn muốn di chuyển lên trên được thì bạn thấy nó vô cái text box nha các bạn đó, quản lý trường thành đây, Ctrl S, Ctrl V đúng không ạ. Rồi cái này bạn kéo rộng ra gì đó thêm cho nó phù hợp nha. Rồi bạn bỏ màu nền màu viền nó đi, đây là màu nền nè các bạn, đây là màu viền nè các bạn. Rồi bạn đem nó lên trên, nhớ chọn chế độ nó là watch state để qua xung quanh. Rồi xong cái thứ hai, bây giờ toàn bây giờ cái này vào lý trường thành mùa đông này, các bạn nhìn thấy nó nghiêng cái nữa, mình chơi nghiêng. Rồi thành dài vạn dặm, thành dài vạn dặm đây, cái này nó bôi đen. Rồi chữ nó bạn cho màu trắng gì vậy, thành dài vạn dặm. Ok rồi này.
Rồi, nó không nổi lên nổi nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm cách khác. Ok. Là màu đen. Đen đậm quá các bạn ơi, nó không lên màu nổi à. Đó, màu trắng không được ha, đen đậm thử, nó không lên nổi ha. Rồi, vậy thì hoàn cho nó màu vàng rồi. Ok. Rồi. Bây giờ quét tròn lại nè. Rồi, cho nó màu trắng lại ha. Đây. Bây giờ giờ nãy hoàn chưa chọn màu nha các bạn. Ở chưa quét vùng. Rồi, cái này nó đậm lên. Rồi, nãy giờ hoàn chưa chọn nó nên nó không có lên màu được. À, không có thấy rõ. Rồi. Thành vài vạn dặm rồi. Tiếp tục chưa vàng ha. Bây giờ mình này về này. Rock cap này sẽ làm mẫu một cái thôi, còn những cái còn lại các bạn làm tương tự dùm hoàng ở chữ B và chữ V nha các bạn. Rồi đây nè các bạn thấy nè, cái chữ V này mình phân tích coi nói gì đây, nó là một cái test box để riêng ngoài đây. Bây giờ giải quyết cái khung nó cái xuống 123 insert drop cap ha, ba đây giải quyết nó. Cái thứ nhất, thứ hai nữa mình thấy nó có đậm lên, cho nên đậm lên đúng không? Rồi bây giờ nè, ở đây các bạn thấy nè, mình sẽ cho toàn bộ này là 1.5 like, lít chụp phải nè, bar graph nè, nó 1.5 like đây. Rồi này nó hơi nhỏ nè, bằng kéo nó bự chút xíu. Rồi rồi cái này là xong cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bây giờ mình giải quyết cái gì, giải quyết cái background được chưa? Mình giải quyết cái background đó. Ở đây các bạn thấy nè, ở background ở đây nó có một cái background nền trong border city nè, nó có một cái khung rồi hoàn tròn cho nó. Cái khung này các bạn thấy nè, nó cái khung không có khung nha, nó khỏi khung nó rồi. Nhưng mà nó có gì đây, đây nó có cái nền dữ. Thì bây giờ Hoàng sẽ vô cái này, Hoàng giải quyết cái nền đó ha. Này cái nền nó đây màu đó, thì ở đây các bạn thấy là màu nó do cái fit 20 hoàng đó, nó không có màu được nhiều, không có nền, thay đổi nền được nha. Bây giờ hoặc là bạn có thể là dùng một cái hình nền nào đó các bạn chèn ở phía dưới. Bây giờ hoàng chỉ đổi cái màu tượng trưng thôi, ví dụ đây màu vàng. Ok đó. Rồi sau đó bây giờ hoàng vẽ một cái text box vô. Rồi cái text box này hoàng cho nó là không màu đó. Thì cái đó bạn canh chỉnh lại tay các bạn này đó, thì bạn sẽ thấy nè, ở phía dưới nó sẽ, ngoài việc cái hình nền dưới nó sẽ có một cái khoảng trắng. Rồi, cái này do hơi nhỏ ha, cái chữ V này nè, thu nhỏ rồi kia lại thì bạn sẽ đẹp hơn đây, giống như vậy nè các bạn đó. Này chữ V này bỏ anh đậm đi, nó hoàn cho nó xuống lên chút xíu nè đó. Giờ cái khung này rồi cái khung này đưa vô, nói chung là tùy thuộc vào cái khả năng kéo của mình đó, được chưa? Cái này bạn kéo xuống chút xíu. Rồi thì dưới này nó có một khoảng trắng đó, nó giống như là gì, còn ở trong nó là do cái hình đồ kia thì ở do máy hoàng không có chức năng đó. Thì ở đây thì hoàng sẽ làm thay thế bằng màu khác thôi. Bây giờ còn nữa vô thi bạn cũng làm được như vậy nhé các bạn, bạn cũng làm được như vậy bình thường. Rồi đó là cái thứ nhất. Rồi bây giờ quan sát lại coi, đối với chữ B và chữ V này các bạn làm tương tự dùm hoàng nha, làm tương tự dùm hoàng. Rồi bây giờ tới cái 1 2 3 bộ 5 này, 1 2 4 5 này. Rồi 1 5 này nằm gì đây, 208 trước công nguyên đây, cái đoạn này được chưa? Thì nó có biểu tượng đầu dòng 1 2 3 4 5 thì bạn này đó có mặt sẵn sẵn. Hoặc là bạn bạn vô đây bạn ngồi đó bạn chỉnh trong cái setup mail gì đây, bạn có thể chỉnh trong definition format nè, bạn ngồi bạn chỉnh 1 2 3 rồi phông chữ cỡ chữ bao nhiêu này. Anh chị vô đây, các anh chị đây mình thấy vô đây 16, bạn cho nó 14 ha. Đó, tức là bạn có thể điều chỉnh lại cho nó phù hợp nhu cầu bạn cần. Rồi, là cái thứ nhất. Rồi,
Cái thứ hai nữa ở đây các bạn thấy là đóng khung polystyrene. Đó, đây. Coi tập. Đó, thì đóng khung ở chế độ bao ráp nha. Rồi, ở đây các bạn thấy là nó là một cái đường bao quanh xung quanh cái đường đứt bình thường thôi. Đường đang bình thường rồi, mình cho nó là một đây. Nó cái đường đang kích cỡ đây. Ok. Đó, và sẽ đóng hết ra cho bạn nè. Rồi trong đây nó có một màu thì bạn cho nó màu nguyên phân bản được chưa, nguyên phân bản thì bạn dùng cái setting này hoặc là vô border setting bạn cho setting cũng được, cả hai đều đúng nha. Rồi rồi cái này là do cái độ vân nó không đủ thôi nha. Nên bạn nhìn thấy nó ngắn lại thôi, hoặc là cái này kích cỡ bạn cho cái tờ giấy nó rộng ra chút xíu nha, thì bạn thấy này, nó sẽ được cho bạn nha. Đó, tức là do cái tờ giấy thôi, do giấy nó tới đây nó hết giấy rồi đó, nó kiểu như tới đây là hết giấy rồi đó, đúng không? Ở đây Hoàng muốn kéo rộng ra nè, vào đó bạn sẽ thấy này, nó đủ cho bạn nha. Đó, giờ này nó canh đều rồi à, nó nhảy thì mình cho nó canh lại, canh lại trái đó thì bạn sẽ thấy nó đỡ hơn, đúng không? Đó rồi tiếp tục vậy đây, cái đoạn này vẽ ba cái sáp ra đó, thì hàng inter này xuống đây cho nó trống, hoàn đặt cái sáp ở đây, insert nè, sáp nè, rồi kiếm cái sáp đây, nó hình lượng này đây này các bạn, phải không ạ? Không đúng lắm nha, rồi có nào khác không? Đây cái này đây, đó, cái này đúng hơn nè các bạn, đó tức là bạn vẽ bằng kiếm nè. Insert nè, sáp nè các bạn, nó nằm đây nè. Rồi bây giờ hộp vẽ nó ra này, rồi văn bản thì chút xíu đưa vô sau nha các bạn. Rồi các bạn này, cái này độ rộng nó mà thấy còn hơi nhỏ nè, hàng cho nó lớn chút xíu này. Rồi cái thứ nhất xong rồi, ở đây các bạn thấy nó là màu, thì bây giờ ba màu này sẽ khác nhau, nhưng cái đường á, các bạn để ý này, cái bóng của nó tạo giống đó, giống như là này nó thẳng hàng xong nè. Đó, như cái bóng phía sau. Rồi, nên bây giờ Hoàng sẽ đầu tiên Hoàng chứng minh cho bạn thấy là cái bóng phía sau nó không có vậy nè. Đó, đây. Cái bóng phía sau đây, đó. Nó không có thể nào mà làm giống vậy được. Đó, được mà. Rồi, nên bây giờ cái này đầu tiên Hoàng đưa cái đường viền nó là cái đường đứt đây. Rồi. Được chưa các bạn? Đó, đứt có chấm thẻ có chấm ở giữa chưa? Đây, đứt có chấm ở giữa ở đây. Rồi. Xong. Màu thì họ đổi sao, rồi ok đó, ở đây các bạn có thể lớn hơn chút xíu cũng được. Rồi rồi đem cái chữ vô internet digital file về address, rồi cần control về, rồi đây các bạn thấy nè, rồi các tin khác rồi kia nè, đây cái tin khác này là in đậm nè, đó chữ này chữ màu đen hết ha, Ctrl A màu đen. Rồi, cái nền này màu xám. Format. Đây, màu xám đây. Rồi. Cái chữ màu chữ màu đen. Ok, rồi mình chỉnh không được trong home này thì qua đây bên format để mình chỉnh. Rồi ở đây tiếp tục, ở trong đây nó có đặt tab ha, đây quét khối cái đoạn này, đặt tab ở đây như đập vô điểm dừng loại tab cái letter z. Ok rồi, ở đây các bạn có thể kéo qua chút xíu nữa để nhìn cho nó đẹp. Rồi, thông tin. Đây, cái này chưa có tab nè thì nhấn phía tab bình thường. Đó. Rồi, bây giờ đã xong cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn quan sát là thằng này in đậm nè. Rồi, cái thứ hai xong, cái thứ ba thì thằng này nó được tạo bóng thì Ctrl C, Ctrl V. Nó nhưng mà này nãy do mình làm đó và Ctrl V thêm một lần nữa. Đây. Ctrl C xong rồi Ctrl V thêm một lần nữa. Này,
Thì các bạn thấy nè, ba cái này nó tạo giống nhau luôn nè. Đó. Được không ạ? Rồi bây giờ hàng đầu tiên nhấp cái trong nè, cái trong cùng nè. Đó. Rồi, hàng Ctrl A cái trong cùng, hàng delete chữ đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, hàng cái thứ hai là Ctrl A cái thứ hai delete chữ đi. Rồi, mình còn cái chữ cỡ này thôi. Rồi bây giờ nè, cái trong cùng này nó là màu màu gì đây? Màu tím nhạt, lá sen gì đó. Đây. Đây, vô màu, mình chọn màu thôi. Ok. Đó, màu này đậm hơn chút xíu. Giả sử hoàn cho nó là một tím đậm đây. Đó. Rồi. Các bạn thấy không? Đó, đây nó giống như cái bóng ngoài sao đó các bạn. Đó. Rồi. Cái thứ này xong. Tiếp theo là Hoàng hướng dẫn các bạn là phần bôi bôi. Rồi. Bôi bôi thì mấy cái này thì mỗi cái là một cái tách bóc thôi các bạn. Đó, vẽ này tách bóc, tách bóc, tách bóc. Rồi tách bóc, hình, tách bóc vậy thôi. Đó thì mở bôi bôi lên. Thì viết chữ đồ kia thì ở đây các bạn coi thấy cái hình nền, ở đây hình nền nó là hình nền trắng bình thường. Đó, thì hoặc đây mỗi cái này là một cái tách bóc và ngồi và sắp lại với nhau. Đó, ví dụ mấy cái này Hoàng không cần, nó Hoàng dục hết nè. Đó, in the new sign này. Đó. Rồi. Enter cái nè, nó mấy cái này không xài tới thì mình dục hết đi. Rồi bắt đầu mình vẽ cái text box, insert text box ra. Đó, giờ viết văn bản rồi ghi vô. Được mà. Rồi bạn ngồi bạn sắp lại thứ tự này nọ rồi ghi nhìn cho nó phù hợp. Rồi viết văn bản rồi dàn hình vô nếu cần. Tức là người ta có gì đó thì mình dàn hình vô. Nó thì giống như bên Word các anh chị đánh văn bản thôi. Đó rồi. Hoặc là anh chị là gì? Dễ như cái sáp ra hình cái hình tròn, hình thau gì đó. Được chưa? Tức là tùy thuộc vào cái đề bài người ta cho hình trụ hình gì đó thì bạn có thể vẽ ra, bạn điều chỉnh bằng viết chữ này nọ vô nó giống như bên Word các bạn làm. Được chưa? Thì phần của này Hoàng không có đánh văn bản cho các bạn nha. Rồi phần thứ hai là người ta Hoàng hướng dẫn các bạn đó là yêu cầu size 2 tự động xuất hiện sau thêm 1 3 giây. Thì ở đó với câu này thì các anh chị vô design transition nè, các anh chị vô transition, các anh chị vô after, các anh chị setting 3. Được chưa? Đó, tức là thời gian trình chiếu của size 1 là 3 giây hoặc là size 2 tự động xuất hiện sau size 1 là 3 giây. Câu thứ hai, hiệu ứng chuyển động cho từng đối tượng trong size. Đó. Hiệu ứng đối tượng các đối tượng từng cái đối tượng trong size, ví dụ đây là đối tượng nè. Các bạn vô animation, bạn chọn xong màu xanh hoặc là bạn chọn animation animation, các bạn chọn những cái này. Được chưa? Vô bài thi các bạn có thể là Ctrl A và xong màu xanh cho nó nhanh gọn nha. Được chưa? Bạn nào rảnh thì tìm hiểu thêm những chức năng thí dụ star, duration, deadline đồ kia đây, như thế này. Được chưa? Để thiết lập cái hiệu ứng đồ kia cho đẹp cho bài báo cáo của các anh chị. Được chưa? Và câu cuối cùng ở trong đây là hiệu ứng ở mỗi size khác nhau, tức là hiệu ứng chuyển slide đó các anh chị, transition nè. Anh chị chọn cái transition slide này, hiệu ứng xuất hiện của slide, hiệu ứng xuất hiện của cái slide đó nha. Các anh chị chọn slide, các anh chị chọn hiệu ứng nha. Được chưa? Đây là phần PowerPoint. Được chưa? Thì tiếp theo này Hằng sẽ hướng dẫn các bạn đó là phần Excel. Đây, Excel. Thì đây là bảng theo dõi giá bán một đêm của một đêm diễn sân khấu năm 2015. Được chưa? Thì ở đây có những cái vấn đề sau. Thứ nhất là vở kịch, người ta có giải thích các bạn sắp xếp bản tính, mã loại giảm, tăng dần mã vở kịch, mã loại giảm, tăng dần mã vở kịch. Thì bạn quét khối dùng Hoàng ha. Vô data sort, mình có quét tiêu đề nên mình sử dụng MyData. Ở đây là mã loại trước, mã vở kịch sau. Nó mở loại tăng, mã vở kịch giảm. Được chưa? Đó, mã loại tăng, mã loại giảm, mã vở kịch tăng, mã loại giảm là chết đến A. Được chưa? Mã vở kịch tăng là A đến Z. Ok. Được chưa? Đây các bạn thấy là người ta yêu cầu mã loại giảm. Được chưa? Trùng thì nó là mã vở kịch. Rồi đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai là thể hiện là tên kịch, tên thể loại. Đó. Nè. Tức là đầu tiên là cái tên kịch trước nè. Tên thể loại. Rồi, nó ghép nối bằng cái dấu gạch. Thì đầu tiên mình làm cái tên vở kịch đi. Đó, tên vở kịch thì đây là mình dùng VLOOKUP nha các bạn. Nè, bằng VLOOKUP. Cái trị dò các bạn lưu ý nè, trị dò giấc này các anh chị là B là đây cái mã vở kịch nè. Đó thì mình chọn mã vở kịch nè.
bảng giờ các anh chị quét cẩn thận nha. Các anh chị lưu ý mình trị giờ là gì thì mình quét từ trị giờ đến kết quả thôi. Một số bạn tự dưng quét luôn cái mã vở kịch này chi không biết, cái chữ mã vở kịch này chi không biết nha, nó không có xài tới nè, được chưa? Đó, các anh chị nhớ F4 là trả về cột số bao nhiêu thì anh chị đếm, đây là cái trị giờ là cột 1, kết quả mình nằm ở cột 2, được chưa? Đó, anh chị đánh số 2 vô cách giờ, thằng C4 nó là chữ nên anh chị dùng số 0, thì đây là các anh chị sẽ ra được một cái này đó. Rồi sau đó anh chị ghép nối ship 7, các anh chị cách ra gạch, cách ra đặt trong một kép, ghép nối tiếp tục. Ở đây các anh chị là cái thể loại, giờ tại người ta yêu cầu tên đầu tiên nó là gì đây, đầu tiên là gì, vợ VHLV, VH, ủa sao không có VH, đầu tiên à nhầm rồi các bạn, Lôi Vũ tác phẩm văn học, nó đây tức là gì, đầu tiên các bạn nó là ký hiệu nó là VHLV thì người ta yêu cầu nó là Lôi Vũ, tức là tên vở kịch trước là bạn thấy nè, nó giờ tới tác phẩm văn học, okay, chứ không phải là tác phẩm học rồi Lôi Vũ nha, đó nên này đúng rồi nha, đỡ đâu nhầm sai. Rồi tới thể loại nè, thể loại các bạn gọi là VLOOKUP nè các bạn, nó B4 chấm phẩy quét bảng dò F4 trả về cột 2 cách dò 0, lý do B4 là chữ Enter đó, và thấy nè, tức là này là VLOOKUP, các anh chị ghép nối như VLOOKUP nha các bạn. Rồi các anh chị sao chép công thức xuống rồi đó. Rồi cái tiền vé, người ta nói rằng tiền vé là số vé lầu trên nhân cho 40.000, số vé tầng trệt nhân cho 50.000. Rồi được mà, rồi thì này bằng if thôi, nếu bằng if, nếu nếu gì đây, món này không, món mà này không còn ép nữa, người ta nói là số vé tiền vé bằng vé số vé lầu trên, đây số vé lầu trên này nhân cho 40.000 khỏi ép, nó cộng với gì, cộng với số vé lầu dưới, số vé tầng trệt nhân cho 50.000. Nói cho sao làm vậy? Đây, người ta nói rằng gì? Lấy cái số vé lầu trên nhân cho 40 ngàn, số vé tầng trệt nhân cho 50 ngàn. Rồi, kéo xuống nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Doanh thu bằng tiền vé trừ cho thù lao diễn viên cộng chi phí khác. Rồi, doanh thu bằng tiền vé trừ thù lao nhân viên cộng chi phí khác, Enter. RAM hả? Rồi, mà tức là lỗ vậy thôi. Giờ có gì đây, định dạng còn tiền vé doanh thu, tiền vé doanh thu. Rồi, bây giờ hoàn định dạng hết luôn đi cho dễ nha, lít chụp phải. Ủa định dạng nó là ngàn đồng hay là sao, quên rồi. Định dạng nó là ngàn thôi, tức là dấu phân cách hàng ngàn, sử dụng dấu phân cách hàng ngàn, tiếp chụp phải format sạch nó có sử dụng dấu phân cách hàng ngàn thì bạn chọn number, chọn view quan tháo xong được chưa, không ok đó. Rồi tiếp tục, nếu doanh thu âm thì lỗ, ngược lại để trống. Khá là dễ nha, thì ta dùng if, thì nếu nếu cái doanh thu này mà nó nhỏ hơn không thì lỗ, ngược lại để trống, Enter. Đó, người ta nói rằng nếu cái này âm thì tức là nhỏ hơn không, nhỏ hơn không thì lỗ. Rồi các bạn sao chép một thức số, tức là cái hỏi cái nào âm là lỗ hết, đây ba cái âm này. Rồi tiếp tục, thống kê trong
Tháng 6 và tháng 8 thầy mẫu sao? Tháng 6 và tháng 8. Ủa, cái gì vậy? Thống kê trong tháng 6 và tháng 8. Để coi lại dữ liệu nha. Tự nhiên sao? Lập bảng thống kê trong 6 trong tháng 6 và tháng 8. Tháng 6 và tháng 8. Cái đề này hình như nó cho nó thiếu dữ liệu rồi nha. Đó, tự nhiên tháng 6 và tháng 8 thì người ta phải cho dữ liệu thời gian. Người ta phải cho dữ liệu thời gian mà này đâu có dữ liệu thời gian đâu các bạn. Đó, được chưa? Nên bài này thì Hoàng xin phép các bạn Hoàng sửa lại, nó là thống kê doanh thu tiền vé và doanh thu của gì đây? Của năm 2015 luôn, tức là nguyên bản thống kê luôn. Tại vì bài này không có thời gian thì làm sao biết được đâu tháng 6 và đâu tháng 8. Được chưa? Đó. Bài này cũng không có dấu hiệu nào, bất kỳ dấu hiệu nào cho biết nó nhìn vô đây làm sao biết là tháng 6 và nhìn đây là biết là tháng 8 được. Nên Hoàng thống kê doanh thu và tiền vé của cái điểm bán vé này năm 2015 luôn, tức là thống kê nguyên một năm luôn. Được chưa? Rồi, thì tiền vé và doanh thu bài này thì mình dùng sum if thôi. Sum if thôi. Nó tức là bằng sum if. Tại nó có một điều kiện thôi. Đầu tiên nó là tiền vé của bí mật lợi chi vi. Thì bạn kiếm cái điều kiện bạn là chữ gì? Bí mật vườn lợi chi. Thì bạn quét cái cột nào mà chứa cái chữ bí mật vườn lợi chi đó là vùng điều kiện. Rồi, chấm phẩy. Điều kiện các anh chị là cái chữ điều kiện này là chữ bí mật vườn lợi chi này nó nằm phía trước. Đó, nên Hoàng sẽ chọn nó chương luôn. Đó, và sao chép xuống thì khó cột. Ghép nối phía sau nó có nhiều ký tự, Hoàng dùng dấu sao đại diện. Được chưa? Và đặt trong ngoặc kép. Và cái thứ ba nó là vùng tính tổng. Bài này tiền vé thì các anh chị quét cột tiền vé. Đó là cột G4 đến G13, F4 lời đóng ngoặc lại Enter. Thì đây là cái tiền vé. Tương tự vậy đối với doanh thu các bạn dùng cũng là sum if nha. Đó, range là vùng điều kiện. Điều kiện các anh chị nó là bí mật vườn lợi chi. Thì anh chị nhìn ở bảng chính cái cột nào có chứa cái chữ bí mật vườn lợi chi, người ta gọi là vùng điều kiện. Các anh chị F4 lợi D4 đến D13. Điều kiện các anh chị chọn đó là ô D4 khóa cột. Như bài trước, bài mới làm hồi nãy, thì phía sau cái chữ bí mật vườn lợi chi nó có nhiều ký tự, mình dùng dấu sao đại diện. Và vùng tính tổng bài này là tính tổng doanh thu. Các anh chị quét cột doanh thu F4 rồi. Nó Enter. Khóa kéo xuống. Được chưa? Ở đây người ta nói là thống kê trong tháng 6 và tháng 8. Thì ở đây khi đó đề bài bắt buộc phải cho dấu hiệu đâu là nhìn biết đâu là tháng 6 và đâu là tháng 8. Được chưa? Bài này nó không nói rõ nên không thể làm được. Nên Hoàng thống kê là năm 2015 cho các bạn luôn. Rồi, thì trên đây Hoàng đã hướng dẫn cho các bạn xong cái đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, mã đề 6 ngày 20 tháng 8 2017.